nay thì anh em sẽ dành một điều bất ngờ cho cô chú anh chị mình có cô Bảy đến thăm để xem như thế nào ha. 1, 2, 3. Dạ. Trời ơi, cô Bảy. Bên đây cái Phật kìa. Ơi, bên đây. Cô chú anh chị mình thấy sao? Chào chị, sao vậy chào? Chắc nhớ chồng rồi. Thầy đâu có, tại nhớ anh mua thuốc cho em mua thuốc đó. Trời ơi chị, đi xúc động là tại vì con cho thuốc. Cho thuốc á. Dạ. Hay lắm, không công nhận hay thiệt. Dạ. Cô công nhận luôn, lúc đầu cô không tin luôn đó chị. Dạ, bây giờ thì tin tuyệt đối rồi cô ha. Ok luôn. Ok luôn, dạ. Xin được phép mến chào quý cô chú anh chị. Hiện tại thì Quỳnh Trung cùng với lại anh Hồng Ca, cháu Mr. Minh Nhật đang có mặt tại thứ 11 của huyện An Minh. Dạ. Hôm nay mấy anh em quay trở lại cái khung cảnh cũ này. Tuy nhiên thì có một điều nó hơi bất lợi chút xíu là phía bên trong người ta có tiệc đó cô chú anh chị. Dạ. Nếu mà có tiếng nhạc thì cô chú anh chị cũng thông cảm cho mấy anh em. Dạ. Hôm nay thì ba anh em muốn thông báo đến với cô chú anh chị, quý mình thường quân mình một cái tin vui. Mà cái thật sự cái tin này mình cho đây là một cái tin chấn động luôn quý cô chú anh chị. Đúng rồi cô chú anh chị. Vừa rồi thì người nhà của chị Châu. Dạ. Người phụ nữ mắc căn bệnh lạ mà tay chân là run gãy mà chắp tay niệm Phật đó cô chú anh chị. Và hôm nay hôm trước thì mấy anh em đã xuống là người nhà đã thông báo cho mình là một cái kỳ tích rồi. Thật sự là hôm nay được chú là ba cha chồng của chị Châu thông báo là mấy anh em kiểu như là cái cảm giác nó vui sướng thôi chú anh chị. Giống như là mình vừa giúp được một cái gì đó, nhưng mà thật sự là cái câu chuyện nó như vậy. Nhờ một cái này có thể gọi là một phép màu, cũng có thể gọi là một cái kỳ tích, và cũng có thể gọi đây là một cái phương thuốc gọi là thần dược. Dạ, không để cho quý cô chú anh chị mình chờ lâu nữa. Thật sự là bây giờ là quý cô chú anh chị mình cũng giống như là Quỳnh Trung đây với là anh Hồng Ca đang rất là nóng lòng để xem chị Châu hiện tại như thế nào, và chị Châu đã sử dụng cái vị thuốc gì mà hôm nay chị Châu lại có cái tiến triển tốt. Mời quý cô chú anh chị mình. Nhưng mà trước khi vào thì cô Tám ơi, cô Tám hôm nay thì có mặt cô Tám. Chú ơi, chú vô đây với con bảy, luôn bảy. Cô Bảy ơi, cô Tám. Cô Bảy, cô đó mấy dạ. Dạ, mời cô, mời cô. Đây là cô chồng của chị Châu. Còn đây là mẹ chồng của chị Châu. Đặc biệt một điều khi mà hôm nay anh em đến đây thì người nhà rất là tươi cười. Cô chú anh chị mình có thể nhận ra đây là cô Bảy ha. Đây là bên mẹ chồng. Bên đây là bố chồng của chị Châu. Thì sao mà hôm nay con đến đây mà mọi người ai cũng cười tươi, mà thấy như trong lòng là đang mừng một cái chuyện gì, đúng không cô ạ? Đang vui. Dạ. Cháu hết bệnh khỏe, mừng, rất cảm ơn các em nhiều. Nhưng mà cô không rà là cô có xuống đây chưa hay là... Không, mới bữa nay cô mới xuống từ bữa gặp cháu tới nay á. Mắc mần luôn. Hết bệnh là hết như thế nào? Cái lúc trước là tụi con xuống là quằn quại lắm hả? Rồi ngày nay cô xuống đây nghe Út nó nói vậy đó, rồi cô cũng rất mừng là nó nhờ thuốc của mấy cháu. Nhưng mà chưa, cô chưa vô gặp chị Châu. Chưa, mới lên tới ngồi đó chưa. Mới nghe là gì ra đây thông báo thôi. Thì lên đây nó mới thật cho cô nghe đi. Chế ơi, bữa nay con dâu đã lắm, bữa nay nó ăn mặc á. Trời ơi, bữa nay bữa nay con dâu đã lắm hả chú? Dạ. Nhưng mà nó cái kiểu cảm giác giống mình trúng số không cô, hay là như thế nào? Cô cũng nói thiệt cho chào ba cháu nha. Dạ. Cháu đi bây giờ chào ba cháu với chào các cộng đồng mạng từ trong nước ra ngoài nước. Dạ. Rồi các mạnh thường quân đó, bây giờ là cũng rất mang ơn cho là tiền đi gặp giá điều thứ nhất. Thứ hai thì nhờ ba cháu cho ngải đen cho dâu uống. Bữa nay thấy quá chèn là cô mừng dữ dằn luôn, nó đi đứng rồi ăn uống rồi ngủ bằng đêm không có thụi con nó nữa. Rất mừng luôn, mừng chứ bạn không biết làm sao giờ mà nói luôn. Giống như mừng hơn chúng số nữa. Số nào? Trời số ơi. Này đâu có bằng cái này hết. Số gì bằng? Chưa được một tháng sử dụng cô chú anh chị, nhưng mà chắc là 18 ngày đó. 18 ngày. Cô mừng cô biết nói sao luôn á. Trời ơi. Cô mừng thiệt luôn. Mừng hơn chúng số nữa cô chú anh chị. Nhưng mà đến đây thì nãy Quỳnh Trung có lén vô nhìn chị Châu. Nhưng mà bây giờ để cho cô chú anh chị mình mừng thêm nữa. Bây giờ con sẽ mời cô chú dẫn bà con mình với lại cô Bảy này. Bây giờ cho cô Bảy vô để mà xem chị Châu hôm nay thế nào. Chắc là xúc động lắm cô chú anh chị. Để cho cô Bảy chứng kiến tận mắt. Nãy giờ cô Bảy chỉ nghe
Thôi cô với chú là mẹ chồng, cha chồng của chị Châu nói. Hôm nay thì anh em sẽ dành một điều bất ngờ cho cô chú anh chị mình là có cô Bảy đến thăm để xem như thế nào ha. 1 2 3. Trời ơi, cô Bảy. Bữa nay cái mặt kìa. Ơi. Hôm nay lâu vậy hả cô bữa nay. Chào chị Châu nha. Mình thấy vậy mà mình muốn còn muốn khóc luôn. Mình đó, mình muốn tắm nó. Dạ. Cái nhiều lắm mà gì là phó khẽ nhiều lắm nó tại dạ. Nó muốn đó chứ nhà chị mua là đâu có gì nó đâu. Dạ. Còn im nữa. Dạ. Dạ. Vậy con cảm ơn đi. Con nói sao cho mấy anh. Dạ. Bình tĩnh đi. Bình tĩnh lại nó làm hốt quá không. Giống như dạ. Mình nói chuyện đông quá. Đông quá. Dạ. Bình tĩnh chị Châu. Cứ là chị con hỏi. Chị Châu ơi. Dạ. Bây giờ chị Châu ra ở trước rồi cho thoải mái rồi chị em mình trò chuyện nghe được không chị Châu ha? Chị bữa nay hôm nay thì chị đi được không? Dạ. Rồi chị đi cho bà con mình mừng nha. Dạ. Trời ơi, bỏ quay cảnh cảnh dạ. Đi. Hôm nay thì để cho chị Châu sẽ tự đi. Dạ. Anh giỏi lên đây, đi đàng hoàng đây. Dạ. Trời. Anh em tao lại đi đàng hoàng. Ơi. Đi. Đó, chị đi là không cần. Hám giỡn, đi cởi luôn mà. Cô nói nhỏ rồi nói quá chị cứ chạy. Mình quá cho mình. Dạ. 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 Quá tốt rồi cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình thấy sao? Một cái trời ơi cái kỳ tích luôn cô chú anh chị. Cái tay để mà không có cái chỗ vậy, cái chỗ gì đi vô luôn. Dạ. Chứ không phải cái cặp kè đợt trước nữa. Lắm giờ cô biết có sao. Con mừng rồi con run luôn á thật sự. Nó mà cô để chung động luôn á. Dạ. Cô qua ngồi đi rồi. Dạ. Trời ơi sao mà ngồi đi con. Ngồi đây đi. Đó vậy nghe cô ước nguyện một ngày này được càng nhiều nữa là cô phạm hơn dữ nữa. Dạ. Ừ. Để tụi con đứng được rồi. Đứng dạ. Bạn đi con mở lịch sử lại. Để tay dạ. Bây giờ đi con. Để tay bây giờ đi. Đây là một cái điều mong ước. Chăm xuống. Không phải là trên cộng đồng mạng, không phải là gia đình đâu, mà tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng thời gian vừa qua quan tâm câu chuyện của chị Châu. Trời ơi, cô Bảy thấy sao cô Bảy? Mừng, cái này là quá mừng luôn. Ừ, là từ hôm bữa mà tụi con xuống là cái lần đầu tiên cho đến nay là cô chưa xuống. Cô ở gần đây mà cô không có xuống được. Điện cho hai, nói kế ơi, dâu em khỏe nhiều lắm mà bả đi công chuyện, bả đi lãnh thuốc uống. Nhưng mà cô có thật sự tin là hôm nay là chị Châu có thể ngồi mà... Có chứ, tại vì á, mỗi lần cô lên thường lắm. Bây giờ cô đang vô lúa mà kẹt cô không lên được. Cô cũng hỏi thăm hoài rồi nó điện nó cho hay. Thì trời rồi sáng giờ cô nói để có xe cô lên lên coi cho cháu mình nó lên xe. Dạ, con xin phép vậy con mượn hai cái ghế. Dạ. Dạ. Mày ô bữa nay cái mặt của nó kìa hai bên thủng thủng luôn này nè. Dạ, nhưng mà cô Bảy là thấy bữa nay là da dẻ hồng hào rồi tươi tỉnh đồ lại hơn bữa hổng. Mới có 18 ngày hả cô? Mà cô thấy là 10 phần chắc có lẽ nó giảm đi cả 6 rồi đó. Dạ đúng rồi, giảm 60% rồi. Đúng rồi. Dạ. Không, cô nói này sự thật luôn á. Dạ cộng thuốc tây đi. Dạ. Kiềm chế này con. Mỗi lần cô lên đây á là với con cho nó ăn là cô sợ nó giật nóng quá nó đổ vô người luôn á. Rồi bây giờ là tự ăn hả là đút cô. Ăn lên từ hồi nào giờ ăn hết hồi nào giờ nhưng mà lúc nóng trước ăn đổ, bây giờ ăn có đổ. Dạ. Ít đủ lắm. Ăn lên nào giờ. Nói chung là theo lời của cô Tám nói là đỡ 60% này có chút gì. Đỡ nhiều rồi đó. Dạ. Bữa nay mặt kìa. Nhưng mà chị Châu nè, chị uống thuốc đó chị có khó chịu gì không? Không khó chịu đâu anh. Dạ. Rất được. Dạ, ngủ được không chị? Ngủ được anh. Dạ, và ban đêm là ngủ có còn giật nữa không con? Giật mệt xỉu hả? Không có còn thục con nó như mỗi lần nữa. Vậy có nghĩa là giật là chắc là chỉ tay chân vậy thôi coi. Vậy đó. Trời ơi, chứ hồi trước là vậy nè cô chú anh chị. Dạ. Ban đêm cô qua cô mở cửa cô gình, cô đứng gình lâu lắm nó đâu có biết cô qua đâu. Ồ, cô gình người con dâu của mình luôn. Gình, điểm nào cô cũng qua gình hết, một giác đi hoặc hai giác. Là cô thấy nó nằm im ghê mà cô gần biết bao lâu nó đâu có hay, nó ngủ mê mà ngủ ngon. Đâu hay cô qua đâu. Rồi sáng thấy cô mới qua, cô mới nói thằng ngon tao qua mày hay không? Thằng mày, ôi biết trả lời bình thường gì luôn. Bình thường luôn.
trả lời bình thường kiểu như là chỉ có hai người, hai mẹ con thì hai mẹ con bình tĩnh với nhau. Còn hôm nay anh em con tới cái kiểu như mình thì cũng như lại tới cái nó hốt ra thì một hơi vậy nó cũng dịu xuống. Một điều như thế này là không biết quý cô chú anh chị mình có thật sự tin hay không. Khi trước chị Châu không thể nào ngồi xếp bằng được cô chú anh chị, đúng không cô? Đúng. Chị Châu không bao giờ ngồi xếp bằng được. Ngồi vô công vô ngay. Thì mà hôm nay là, dạ đúng rồi cô, mà còn giật nữa, cái chân là giật còn còn dũng giống như cái tay vậy đó. Ôi ơi, nhưng mà này. Nhiều lắm. Cô mừng nha, cô xúc động luôn mà cô muốn khóc luôn á chứ không vừa đó. Đến nay gặp mấy cháu mình là mừng muốn khóc luôn. Là ta đã thấy cái cảnh này không biết con chồng nó nghĩ sao. Nhưng mà lúc mà cái ngày đầu tiên mấy anh em con xuống gửi cho chị Châu cái hộp ngải đen và ngải chống độc á. Cả nhà mình có tin là cái hộp thuốc đó nó sẽ điều trị tốt cho chị Châu? Tin chỉ một phần. Tại vì chưa uống mà. Dạ đúng rồi, chưa uống. Dạ. Không, cô nói đó là một sự thật. Sự thật luôn. Dạ, lúc đó là còn nghi ngờ anh em không? Không có nghi ngờ, nhưng mà cô đã nói là trên thành phố á. Dạ. Đã nói khác là nó nói là cái não nó bị teo hả gì đó, thì cô cũng muốn gành. Dạ. Nhưng mà nói rồi quên rồi, nhưng mà mấy cháu cho cháu của dì Bảy một hộp thuốc là tin chỉ một phần. Dạ. Cái gì cũng vậy. Lúc đó chị mới tin một phần thôi. Còn sau này mà nghe cô là mẹ chồng của chị Châu thông báo là cô cách lúc đó còn bao nhiêu phần? Cách khoảng 7 ngày trở lại đây là cô có nói với dì Dượng nó trên điện thoại. Có thể là nó uống hộp thuốc đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là thuốc bên thuốc Tây là nó cũng hai thứ cộng lại Đúng nó rồi. Là chính xác. Nhưng mà tại thuốc Tây nó nóng quá. Còn cái này nó giải độc ra. Nó mới phút hộp lại. Đó cô có nói. Nhưng mà bây giờ là tin vào cái hộp ngải đó mấy phần nữa rồi? Bây giờ tin 10 đó. Bây giờ tin 10 lúc đó là chỉ có một phần thôi. Đúng rồi, không, cái này cô không phải miệng hộ mấy cháu. Nhưng mà cô thấy cháu dâu của cô ngày hôm nay là cô rất tin là 10%. Cô còn vẫn nói Tết là cha con gái cô về cô sẽ mua một hộp cô uống. Thật sự lúc đó khi mà lần đầu tiên đến đây và thấy cái tình trạng chị Châu vậy thì lúc đó là Quỳnh Trung cũng có xem sơ qua cái bệnh án. Thì lúc đó thì con cũng thiết nghĩ là phải bằng mọi cách nào đó để thuyết phục gia đình. Thuyết phục gia đình, cái thứ nhất là thuyết phục. Cái thứ hai là phải giải thích rõ cho gia đình về cái công dụng của ngải đen và ngải chống độc để cho gia đình an tâm sử dụng. Đó thì cũng rất là may mắn, chắc là cũng một cái duyên. Thì sau khi mà giải thích cho gia đình hiểu về cái công dụng của bột ngải đen, bột ngải chống độc, và cái điều may mắn là cô đã cho chị Châu sử dụng thì là 18 ngày, chính xác là chỉ 18 ngày đó cô chú chị. Bây giờ là cái hũ thuốc đó là nó còn khoảng bao nhiêu cô? Chắc còn có lần tháng nữa ạ. Dạ cô lấy cái hộp đó cho con, cho cô chú anh chị mình xem. Rồi bây giờ còn nhiêu nó cũng không có biết nhiêu nữa, đổ chừng gì đó. Nhưng mà cái hộp thuốc đó là cô chú quý mà phải đem về nhà cắt chứ không dám để đây luôn hả? Không dám để đây luôn, liều nào uống thì đem qua cho là uống liều đó chứ không có dám. Nhưng mà cô ơi, cô có thể kể lại cái liệu trình mà cô cho chị Châu uống như thế nào để bà con mình biết để chia sẻ đi. Cái lúc đầu mấy chú qua ha. Từ đó trở sau là trong một tuần là uống là sáng 2 viên chiều 1 viên. Rồi một tuần đó trở qua thì uống sáng 2 viên chiều 2 viên. Đó. Rồi hổm gầy là uống giấc sáng là cho uống 3 viên, cho chiều cho uống 2 viên, cho chưa dám cho uống 3 viên. Nhưng mà có độ chừng 3 viên nó trở lại thôi chứ mình không có lên được nữa. Đó. Mà thấy nó quá khỏe rồi mừng không biết làm sao mà tá được luôn. Dạ con cảm ơn chú. Có nghĩa là đã chịu thuốc rồi cô chú anh chị. Cho phép con được uống thuốc. Mừng lắm rồi. Uống nhiều lắm rồi cô chú anh chị. Có nghĩa là cô chỉ cho chị uống là 2 viên mỗi lần ăn sau khi ăn khoảng chừng 10-15 phút. Ăn cơm rồi uống thuốc bác sĩ, rồi cách thuốc này 2 tiếng hồ của mấy chú nghe. 2 tiếng hồ của mấy chú ạ. Cái nào mà nói cho rõ ràng, 2 tiếng. Nhưng mà thời gian đầu thì cô cho chị Châu sử dụng thì chị Châu có biểu hiện gì không cô? Thì lúc đầu cho nó uống 2-3 ngày trước đó em. Thì nó uống thì nó nói là con ngủ thì cũng vẫn ngủ nhưng mà không có ngon giấc như bình thường. Nó
chắc đổ cô đổ là thuốc vô thuốc nó vô giật. Yeah, nó giật rồi mình uống thuốc tây thường ngày mình không biết. Yeah. Nghe mới là thuốc nào cũng giật rồi. Yeah. Đó rồi con nói gán đi con uống đi cái này ta đem cho mình nó là ta giúp đỡ cho mình không bổ bài này cũng bổ bài kia. Yeah. Cô đâu có tin đâu. Yeah. Yeah. Cô cũng không tin cô luôn. Yeah. Cái nào cô nói sự thật hay đó. Dạ dạ đúng rồi cô. Dạ cô không tin. Rồi bắt đầu cái cho cô cho uống dần theo những cái điều chỉnh mình cho uống nghe là bây giờ cô nói thiệt nghe cả 10 bữa nay là cô nói là cô mừng trong bụng, cô mừng trong bụng không biết nói sao giờ miễn nói tới là mình muốn xúc động. Yeah. Thấy con mình nó khỏe. Ô thiệt cô rất mừng, cô cảm ơn ba đứa. Yeah. Rồi cô cảm ơn các nhà mạnh thường quân với trong nước ngoài nước mấy nhà hảo tâm nó đã giúp đỡ cho dâu cô trong ngày hôm nay nó được như gì. Cô rất mừng ơn. Dạ. Vì chứ bằng vàng với tiền là dễ kiếm. Mà dạ. Cái người mà đã bệnh kiếm không có. Dạ. Nhưng mà ngày hôm nay nhà mấy em giúp đỡ như vậy là rất mang ơn, rất mang ơn luôn. Dạ. Chứ không còn nói nói cái tiếng đội ơn thì nó quá nặng nề. Nhưng dạ. Mà rất mang ơn luôn thiệt. Mà sau khi chị Châu dùng cái hũ thuốc là thiện tính bảo ngày đen ngày chống độc này, cô là mẹ chồng của chị Châu là quý cái hộp thuốc này như vàng, phải đem về bên bệnh cất ra cô chú, không dám để đây luôn. Thật sự cô chú anh chị mình biết không thì trong những năm làm thiện nguyện của anh em YouTube thì xây các nhà cho bà con nghèo, hỗ trợ bà con nghèo từng chai nước mắm, từng chai nước tương, từng bịch bột ngọt, từng bao gạo. Nhưng mà thật sự video hôm nay là một cái video mà có thể nói là ý nghĩa từ trước đến nay trên kênh YouTube của tất cả anh em. Vì đây là mình đã làm được một cái việc, mình giúp được chị Châu đây về hồi phục sức khỏe. Đó là cái điều quan trọng. Câu nói là không có cái gì mà bằng sức khỏe hết. Dạ. Ví dụ như những hoàn cảnh khác á, tụi con đi tới có thể là sức tiền quỹ 1 triệu, 2 triệu hoặc là mua 5-10 kg gạo gì đó. Dạ. Nhưng mà người ta ăn rồi cũng hết. Đúng rồi. Nhưng mà rồi. Đối với chị Châu đây là cái sức khỏe chỉ hồi phục được sức khỏe. Dạ. Là chị có thể kiếm tiền được là chỉ nuôi hai con của chị nữa. Dạ. Và đó là một cái điều mà nó quý hơn là mình cho tiền nữa. Dạ. Dạ. Như cô nãy nói là kiểu như là mừng hơn là trúng số. Mừng hơn. Dạ. Dạ. Cô biết sao không? Thì đó lúc đầu thì khi mà con xuống đó, con gửi cho gia đình hộp thuốc này nè, với rồi. Cũng có thay mặt Mạnh Thường Quân gửi một ít tiền. Đúng nhưng rồi. Mà con về thì con cũng hơi áy náy xíu là cái số tiền mà mình giúp đỡ hoàn cảnh thì nó ít quá, rồi liệu là không biết là gia đình có đủ để trang trải rồi đi khám bệnh rồi này kia không. Thì con cũng xuất cái tiền túi con hỗ trợ cái hộp thuốc, nhưng mà may mắn là cái hộp thuốc này nó lại có tác dụng như vậy. Đúng. Dạ. Thật sự tụi con cũng không nghĩ là nó có tác dụng mà trong vòng 18 ngày thôi, chính xác là 18 ngày thôi cô chú chị. Dạ. Bữa nay là 24, cái ngày đầu tiên mấy anh em chia sẻ là ngày 6 tháng 1. Dạ. Bữa nay là 24 tháng 1 là mới có 18 ngày. 18 thôi. Ngày. Dạ. Nhưng mà con hỏi thật cô nè, thì theo cô nghĩ thì chị Châu uống hết liệu trình một cái hộp này thì chị Châu có thể đi tới lô quét nhà được không cô? Cô chắc chắn chắc được đó. Trời ơi cô chắc chắn được luôn đó. Dạ. Bây giờ là cô thấy là những gì là cô quá trời, cô không ngờ luôn mà. Dạ. Cô không ngờ trời ơi dòng mình cho bên đây nó mảnh cái trời vậy ta. Bởi vì cô là theo dõi hàng ngày hàng đêm mà. Dạ. Cô nói bằng đêm cô qua cô đứng cô gình suốt luôn mà. Cô gìn từ khoảng nửa tiếng đồng hồ chứ không gìn ít đó nha. Dạ. Gìn cái con dâu mình nó ăn ngủ kiểu sao. Dạ. Rồi coi nó giật hồi lúc đầu nó làm sao rồi bây giờ nó sao, đêm nào cô cũng qua cô thăm chứ. Dạ. Thì nó ngại dần ngại khỏe cô thấy mừng không biết tả làm sao bây giờ cho hết. Cái này mà còn hơn ai đem cho mình một cái bao tải tiền lại lây luôn hả cô chú anh chị. Dạ. Con nói vậy thì đúng nhiều rồi. Khi là nó hơi quá, nhưng mà thật sự là không có cái gì đánh đổi bằng sức khỏe. Nó ngay cái thời điểm hiện tại. Đúng rồi. Khi mà nãy con nén vô con giật mình nữa, con nói là trời ơi sao mà. Dạ. Cô để cho mấy cháu bất ngờ, cô không cho nó hay luôn. Dạ. Cô đâu có nói gì đâu, cô với bảy ở bệnh nói chuyện đó. Dạ. Rồi là để cho vô bất ngờ coi như thế nào. Dạ. Chứ để không thôi là cho mấy cháu mừng, bất ngờ cho mấy cháu mừng luôn á. Nhưng mà hôm nay là có da có thịt luôn nha. Dạ. Chứ không phải là dạ. Bởi vì lên nãy dạ. Cô nói cho nghe dạ. Cái bà Tư ở gần nhà cái bên cô này ha. Dạ. Bà nói ngay bà cũng ít qua chơi.
cái bà, bữa đó bà qua bà chơi lâu lâu bà qua lần 5-10 bữa nửa tháng bà mới qua lần thôi. Dạ. Bà qua cái bà ngồi gần bà kiều mặt trời bữa nay mập dữ trời bữa nay đã trời bữa nay hết giật luôn trời mà bà làm bà để cho mày một ghê luôn á. Chị cười. Ừ đó hỏi nó hơi có không cô không bao giờ cô nói thêm. Thôi ít bữa khỏe là đi kiếm chồng mới luôn nha. Ừ, em dẫn chồng trên gạch giá xuống cho chị. Chịu không? À, mấy lần trước khi mà đụng chị Châu á thì chị Châu sẽ có một cái phản ứng là giật rất là nhiều. Nhưng mà hôm nay thì cho phép em bắt tay chị thử một cái để coi như thế nào nha. Ơ bắt tay là... Ủa là bắt tay là hết giật luôn nha. Nhưng mà cơ bắp nó là... Dạ, chị bắt tay kia với em nha. Trời ơi. Đấy. Cô chú anh chị mình đấy. Ờ, dạ. Gì vậy con? Gì vậy? Tay em cứng quá hay sao? Xúc động không chơi? Xúc động. Dạ, xúc động mà. Phải du linh đâu nghe. Chú đã, chắc là... Dạ. Nhớ chồng dạ. Tay lại cũng chưa được. Sao vậy? Sao vậy cháu? Chắc nhớ chồng rồi. Tại không có, tại nhớ anh mua thuốc cho em muốn. Xúc động đó. Chị xúc động là tại vì con cho thuốc. Cho thuốc á. Dạ. Không có gì nghe, uống hết rập này đi rồi. Em hứa, em với anh Hồng Ca hứa là sẽ gửi thuốc cho chị uống khi nào mà chị hết bệnh thì thôi. Dạ. Uống hết rập này dạ. Tại vì học sau thì em sẽ gửi xuống dạ. Chị. Em với anh Hồng Ca là tại vì cô chú anh chị mình biết không, cái sản phẩm này thật sự là tụi con cũng đang bán, nhưng mà tụi con bán là tụi con cũng làm thì nguyện giống như là chị Châu đây đó, thì con bán con lấy cái tiền lời đó thì những hộp thuốc như vậy thì con cho lại những hoàn cảnh mà khó khăn. Chị Châu cứ yên tâm, không có gì hết. Dạ, em mà giúp chị được như ngày hôm nay á là cũng là một cái duyên rồi. Dạ, nhiều luôn. Gì không gì được mà khóc nói luôn trời. Dạ. Nói luôn nhờ hộp thuốc này dạ. Khóc luôn đó thấy không? Tưởng đâu mà bắt tay tưởng tượng nhớ chồng hay gì nha. Dạ. Không có, tại nhờ hộp thuốc này. Xúc động gì có được. Nói là mình không ngờ luôn. Không chẳng. Nói là con bé nó lớn nói lên không cho cộng đồng dạ. Ta hiểu là nước trong nước ngoài là nhờ mấy chú này nè. Dạ. Cảm ơn con gái, cảm ơn nước trong nước nhà ở tâm trong nước mà nước tiếng nhảy mà mấy người mà nói dài quá thì dạ chưa dạ, nhưng mà nói cái câu dạ. Được không thải với người ta dạ. Hảo tâm nhà mạnh thường quân đó con, cảm ơn đi con dạ. Cảm mạnh thường đông nước già ngoài nước. Bảy nè, hôm nay thì Bảy thấy chị thấy Bảy rất mừng ơi, mừng nhiều lắm dạ. Từ bữa đó tới nay mới lên mà sau cái bữa đó là bữa đầu tiên á là ai cũng khóc, mà bữa nay chị Châu khỏe được nhiều mà sao con thấy cô với dạ. Có mừng có con nói gì à, dạ kiểu như là mừng dạ. Động mà vui quá cái đó là mừng quá dạ. Mừng quá là khóc ngày nay dạ. Có gì khóc mình dạ. Dạ. Mà mừng cũng khóc không dạ. Mà thật sự là em cứ thấy cái cảm giác trong người mình nó cứ bệnh rịnh rồi sao á cái buồn nha dạ. Mà cái mừng nó cũng khóc mà giống như là... cái sự buồn thì nó có khác dạ, mà cái sự vui thì nó có khác giống như là giọt nước mắt hạnh phúc đúng rồi con mình cháu mình dâu mình đúng rồi lấy lại dần dần lấy được cái sức khỏe như ngày hôm nay. Hai đứa con của chị Châu thì sau khi mà thấy chị Châu mà hồi phục một cái cách thần kỳ như này thì hai đứa nhỏ cô thấy nó sao cô? Thiền ơi, nó mừng, nó nói sao con biết không, nó nói bà nội ơi, thằng lớn nha, bà nội ơi con ngủ chung với mẹ con hết thục con rồi đó bà nội. Dạ. Mẹ con chắc nhờ uống thuốc hộp thuốc này với thuốc bác sĩ hai cái cộng lại mà thì mình theo mình cũng biết hộp nào mà hết. Dạ. Thì mình nói hai cái đi, bị hai cái đi đều. Ừ. Đó. Nhờ uống hai cái này nè là mẹ con hết thục cái gì á bà nội, thằng lớn nghe, còn thằng nhỏ nó chọc mẹ nó hoài. Bữa nay hết giật rồi, bữa nay hết giật rồi. Thằng nhỏ chứ nó không biết tới cái gì, còn thằng lớn thì nó tâm sự với mình thì nó nói gì. Còn nhỏ chọc suốt luôn. Thì hết giật rồi kìa, hết giật rồi kìa, bánh làm mẹ nó gì đó. Là nó đi mần nó nuôi mẹ nó để bà nội với nó nội nó cực, nó nói chuyện có hiếu lắm. Dạ. Đó. Hôm nay thì video này thì dạ sao chị Châu? Dạ, chị nói đi chị. Tại em thằng lớn của em nói là ở nhà mà không có đủ tiền ba mẹ lo rồi nó nghỉ không đi làm
nuôi kiếm nuôi kiếm tiền nuôi em. Ôi ơi, dạ. Nói từ từ con, dạ. Từ từ đi, nói từ bỏ bỏ mấy anh. Có nghĩa là chị nói là cái thằng cu lớn á, nếu mà chị không khỏe bệnh á, là thằng cu lớn nó sẽ nghỉ học. Đúng rồi. Để kiếm tiền phụ nội tiếp để mà nuôi cho chị. Nhưng mà chị yên tâm nè, thì hôm nay sẵn cái video này á, thì nếu mà anh Linh, ha, chồng chị nếu mà có xem được á, thì cũng báo với anh Linh một cái tin mình là vợ của anh đã khỏe lại, đẹp hơn xưa, đẹp hơn xưa rồi. Hy vọng là anh sẽ liên hệ về. Ngay lúc này đây, chị đang rất cần một cuộc điện thoại của anh. Có thể là chắc là chị sẽ ra bến xe để mà rước anh luôn đó chứ. Dạ. Có thể Vũ Linh về là châu hết bệnh liền. Dạ. Nhưng mà khi mà hết cái hũ thuốc này, đợt sau tụi em xuống là đích thân chị phải bơi xuồng qua rước tụi em nha. Dạ, đúng rồi đó. Được không? Đúng rồi. Dạ. Hồi lúc đó mà chị châu. Châu nào vậy em không? Thôi chị là nào giờ không biết bơi xuồng mà. Ủa giờ là về dạ. Về đây là không biết bơi xuồng thật sự không? Thật sự hồi đó giờ không biết bơi xuồng. Không biết là ít ra phải xuống xong đứng đó cũng được. Đi đốn, hủy đồ này kia nữa. Anh em ta cực khổ với mình quá rồi, con hứa không? Không bơi thôi, chứ đứng trên bờ đón đúng không? Dạ. Dạ. Đúng rồi, chăng đó. Chị Châu được có ngày hôm nay, cô chú anh chị thật sự là đã có một phép màu. Dạ. Thì Quỳnh Trung cũng xin được phép nhắc lại về cái căn bệnh của chị Châu. Dạ. Được bác sĩ chuẩn đoán là căn bệnh teo não. Teo não. Đó là nó liên quan tới những cái vấn đề về xương khớp rồi này kia, thần kinh. Dẫn đến cái việc mà chị phải tay chân là co giật liên tục. Và sản phẩm mà bột ngải đen, bột ngải chống độc Thiện Tín Bảo này đây. Yeah. Thì mấy anh em cũng xin được giải thích rõ cho cô chú anh chị mình biết về cái công dụng của cái thảo mộc, thảo dược này. Yeah. Nó là từ thiên nhiên, từ củ ngải đen và ngải chống độc. Nó hỗ trợ ngăn ngừa những cái tế bào ung thư nè. Đó. Tiểu đường thì nó hạ cái đường huyết, nó giúp cho cơ thể mình nó cải thiện lại. Dạ. Rồi xương khớp đồ này kia, tê bì chân tay, thoái hóa cột sống cổ, nó là hỗ trợ chứ không phải là thuốc đặc trị. Cho nên là cô chú anh chị mình, bà con mình cũng an tâm phần này, nó không phải là thuốc đặc trị nhưng cô chú anh chị, nó là thực phẩm để hỗ trợ. Có nghĩa là hiện tại cơ thể mình đang mắc những cái căn bệnh mà nó đang ảnh hưởng do mình dùng thuốc tây rồi này kia nó quá nhiều. Yeah. Nó không có đào thải hay là nó thải độc được thì dẫn đến những cái việc mà nó di căn qua những cái căn bệnh khác. Thì cái sản phẩm ngải đen, ngải chống độc này nó sẽ ngăn ngừa, nó bài tiết cái cơ thể mình. Đó, rồi bệnh chỉ đồ này kia, nói chung là vân vân còn nhiều lắm nhưng mà mình nói ở đây thì không bao nào, không thể nào mà hết được. Dĩ nhiên thì mấy anh em mình giới thiệu những cái sản phẩm này rất là lâu rồi. Dạ. Cô chú anh chị nói mấy anh em cứ nói quá lên. Dạ. Nhưng mà cô chưa có công nhận là. Dạ. Chưa có thấy như hồi bán tới giờ là cô không thấy luôn. Dạ. Cô không có coi thử, không xem thử, nhưng mà ngày hôm nay cô đã chứng kiến là thuốc này nó quá hay. Dạ. Dạ. Cô cũng chưa có xem trên mạng nhiều. Chưa có biết về cái sản phẩm cô này. Cô không biết thiệt, dạ. Không biết. Mà không ngờ cái hộp thuốc này mà bây giờ là dâu cô là nó khỏe nhiều, là cô rất mang ơn luôn. Dạ. Quá chàng mừng luôn, không biết. Con nghĩ là sẽ cho chị Châu dùng tặng 3 đến 4 hộp như vậy nó mới có kết quả nhanh thôi, nhưng mà trời ơi này. Có khi là không dùng luôn nha cô, con để ý là. Dạ. Dạ, đúng ra là mình cứ tưởng là phải hết một hộp. Dạ. Hết một hộp. Chị Nam ơi, Nam ơi. Dạ. Dạ. Có việc ơi. Cô. Dạ. Dạ, dạ, dạ. Dạ chế là hàng xóm nè, sao chế? Kế bên nhà nè. Dạ. Rồi rồi chế ơi, cho em hỏi là chị. Chị kế bên nhà nè, rồi dạ. Thì mới đi. Dạ. Chị ngồi đó chị. Có hay chú này qua đâu. Dạ. Vậy đó hả? Rồi chế lên hay vậy? Trời ơi, chế lên là chế giúp mới ngồi nói chuyện nè. Tính là chị có nhà là chế mới chơi đi qua chơi. Dạ. Ngoài nó xuống rồi bà. Dạ. Ở mới xuống nè. Thôi để lát cái chuyện. Dạ. Sau đi nói chuyện với chú đi. Dạ. Chế nè. Rồi hôm nay thì chế là hàng xóm. Chế thấy chị Châu như thế nào chế?
Thì thấy con cháu ở xóm thì nó bệnh vậy thì mình cũng thấy lên tị nghiệp nó vậy đó. Dạ. Vì chị em đồ thì xóm làng thì cũng thấy vậy, tôi cũng đi làm bà Tám hàng xóm, tôi nói em con cháu nó bệnh vậy đó. Dạ. Rồi nhiều người ta lại người ta thăm. Dạ. Rồi có đến lúc người ta cũng cho tiền cháu đi, đặng cho nó đi trị bệnh. Dạ. Rồi tôi cũng mừng lắm. Dạ. Rồi như chị em ở xóm với chị Út này tôi thương như chị em ruột vậy đó. Dạ. Rồi thấy cháu vậy tôi cũng tị nghiệp, bây giờ cháu hoài luôn. Yeah. Khóc lắm luôn á, khóc nhiều nhất mà yeah. Tội nghiệp nó lắm. Rồi nói à, rồi tôi trà gạo cho chục ký, không nói tiếng cho cũng tội nghiệp mà lì xì cho con ăn Tết nha. Yeah. Rồi về năm qua gán hết bệnh đi làm nước cho về năm uống. Yeah. Đó, tội nghiệp quá, rồi thấy cháu khóc hoài luôn, trời ơi tội nghiệp. Bữa nay chị thấy sao rồi? Ở đây thấy nó là nó khỏe, nó bớt giật hơn hôm rồi, thấy mừng đó. Dạ. Nó hôm rồi dữ lắm luôn. Nhưng mà chị biết lý do sao mà khỏe được như vậy không? Thì mẹ chở, mẹ chồng nó chở đi chị bệnh thành phố mấy chuyến đó, rồi dạ. Nhờ nó uống thuốc rồi nó khỏe đó. Dạ, chị biết uống thuốc nào không? Uống thuốc này nè chị. Bột nghệ đen, bột nghệ chống độc. Dạ. Dạ. Vậy đó, dạ. Dạ. Rồi vậy cũng cảm ơn mấy anh đi. Dạ, nhưng mà bây giờ... kiếm dạ. Cảm ơn mấy anh đi. Dạ. Chị... chị thấy chị Châu khoảng nửa tháng trước với bây giờ là chị thấy có khác gì không? Thấy khác lạ rồi, ít cái giật nè, rồi nói chuyện đâu cũng đỡ rồi. Dạ, thấy da dẻ của chị sao chị? Thấy mặt mày coi được mới khen nè, bưng dạ, mới coi. Mới khen đó hả? Không, bị gì ở gần đây qua lại hoài. Dạ. Rồi qua lại rồi thấy bữa đó hoài cho bưng gạo cho, thấy trời ơi quá trời ơi bữa nay đẹp rồi. Dạ. Rồi khen cháu dạ. Đẹp. Dạ. Ở đây nè, sát bên đây nè. À vậy là hôm gài là gia đình mình chưa có tiết lộ cho hàng xóm biết là chị sử dụng cái ngải đen ngải chống độc này. Nhưng mà không có nói hai mấy cháu đem thuốc. À dạ, có nghĩa là nói thuốc ở Sài Gòn thôi. Dạ. Nhưng mà bà con chưa có biết hình dáng. Đây là chị sử dụng cái viên mà củ ngải đen ngải chống độc này nè chị. Ừ. Là bây giờ là bớt giật mà ngồi xếp bằng rồi, nãy giờ ngồi rất là lâu rồi đó. Ở trong là đi ra đây khỏi dạ. Kè luôn đó. Ừ. Bây giờ đâu có cần kè nữa đâu chị. Bắt tay với khóc luôn đó. Hả? Bắt tay với Quỳnh Trung là khóc luôn đó. Khóc được cho hộp thuốc uống hết. Vậy đó hả? Ừ, vậy cảm ơn mấy anh mấy chú đây. Bà đây quá có hoài này. Này này kêu này bằng gì nè. Ừ. Rồi ít bữa nữa là chỉ ít bữa là khỏe bệnh rồi chị em là có công việc gì là giúp chị nha. Đây nè, để cũng nói cho nha. Cái đợt mà cô đi cô nhập viện cô bệnh nha. Dạ. Nhập viện mình nguyện làm một tay gì này cho Vân đồ qua nước sạch. Ăn cơm cho ăn cơm rồi bưng đồ cho cháu, có ở xóm này ta bà kia đám bưng bún về cho cháu ăn, rồi lấy thịt cho nó ăn, không dám lấy xương á, lúc đó nó tưng giật lắm, hỏi con làm được không, mà con làm được á, không làm gì năm làm cho, rồi lấy tô bớ cho cháu ăn. Mà lúc nào vậy nhỏ gái nói mẹ sao lúc nào bình tĩnh hay khóc chi ta cười. Mà không có tôi làm như liệu vậy, tôi thấy cháu vậy tội nghiệp quá, tôi mới khóc thôi. Là cháu dâu của tôi đó. Ừ, cháu ở sớm thôi. Sớm thôi. Ừ, mà dạ. mình nghĩ cái mình mạnh lành mà cháu nó vậy tội nghiệp nó. Dạ. Cũng phiền nó thôi. Con cũng cố gắng uống thuốc đi, đặng hết bệnh, đặng mình săn sóc cho con cũng được rồi. Dạ. Đó, điều đó là tôi cũng thấy. À, xóm làng bà con với gần xa cũng cho tiền cháu đi trị bệnh, chị tôi cũng thấy cũng vui. Dạ. Chế này coi như chị em ruột luôn vậy đó. Dạ. Nói mình á ở xóm gần gũi á, ở gần ở gũi á, còn hơn dòng họ nữa. Dạ. Bà con xa bằng nó ghiền gần. Dạ. Có gì tới lửa tắt đèn cũng phải có nhau. Dạ. Nó là nói chung vậy, như là chị em tôi ở gần là thương mến lắm. Dạ. Có cái gì chia sớt với nhau, nhưng mà thấy cháu vậy á, là nó quá trời, bữa nay nó phẹt. Nó hứa là Tết chồng nó đi về mua bánh cho gì năm ăn nữa. Trời ơi, ta nói gì có ông ta thái trừ á. Ông ta nói gì nó em làm cái gì là... có thể có gì năm ăn. Ờ mua bánh cho gì năm ăn. Vậy là anh Linh liên hệ chị rồi. Ừ. Ê, điện cho ba với mẹ không ạ? À. Ừ. Điện cho ba mẹ thôi. Ta hứa rồi đó, ta hứa vậy có bánh à. Ừ. Điện cho ba mẹ không ạ? Ừ. Ừ chị ơi, mà anh hứa là chị Tết anh về mua bánh cho chị đúng không? Không có. Nói gì vậy, có bánh thì tại chọc vậy đó, tao mời mày về. Về lớn đâu tại mà... năm chọc vậy. Mà chị Châu biết còn bao nhiêu ngày nữa Tết không? Không nhớ
nhớ ví dụ quên nó là chưa dạ chưa dạ đây là nó chỉ hỗ trợ và về giống như xương khớp rồi này kia để cho chị Châu là ngày để chồng về hai tuần nữa thôi là anh Linh về tới đúng rồi bữa nay là 14 bốn nha nhưng mà chị phải uống thuốc cho thường xuyên vô cho nó khỏe mạnh không uống ngon lắm mà đưa thuốc uống đưa vậy đi xuống khi mà giờ đưa thuốc uống ủa thuốc uống ngon lắm hả chị thuốc ngon là hết bệnh thì ra rồi tóc nè tóc dài rồi chảy được rồi tóc dài rồi năm kêu cho hết đi đó hết đi con hết bệnh rồi mượn vợ thành dùm hết cho chị em con dâu nó hết đi rồi chừng nào hết bệnh hả để tóc dài chứ bây giờ mình chảy không được dạ. Lúc đó giật dữ lắm rồi qua vậy đi cho gọn rồi nghe lời vậy năm đi hết đó chứ không thôi cũng không chịu đâu đó đấy dạ. Dạ. Lội qua bên tiệm điện tóc nó mượn dạ. Nhỏ cháu cũng cháu dâu mà cho bà con với cô dạ. Là cái nhà đến thăm qua bển lội qua bển mượn dạ. Qua nhà cắt chứ nó đâu có qua bển được dạ. Ừ cho đi hết đi nhà cắt còn dạ, dễ chảy rồi đó chừng nào hết bệnh mình hả để dài lại nó cũng đẹp bình thường như xưa dạ. À, cũng phiên kêu gắng uống thuốc thì á mà cũng thấy mấy anh thấy gì mình thấy nó bệnh hoạn cũng thôi cũng tội nghiệp dữ lắm dạ bây giờ thấy nó khỏe rồi dạ. bớt cũng bớt cái khóc dạ. Đỡ khóc á thấy tươi rối rồi mà ngồi dạ chứ là làm thấy tội nghiệp rồi là buồn, khóc hoài khóc mà hết cũng khóc dạ. Mình khóc tình mừng khóc buồn quá rồi khóc buồn nhưng bữa nay là như cô tám nói cô bảy nói là khoảng 60% rồi hồi phục 60% công lực rồi đúng rồi dạ chị dạ hôm đó thì mấy cháu nhìn cũng biết dạ chị Châu nè hiện tại thì chị có thể đi vô nhà vệ sinh mình nên được chưa cũng đi mình nên được rồi biết đó tại là để cho nó nói trước đi cô không dạ đi ăn đó ngày đầu xuống là đi là phải dìu đó con còn sợ không dám cho chị ngồi vậy nó ngồi một hồi á là giò tay chân về dạ đúng rồi cô vì nó qua nó chế hơi sao dạ. Mà sẽ cho té đầu tiên đó là cái giường nó còn một cô chú chị mà chỉ cung mà mình cứ nghĩ là sợ là dạ. Sập giường không á khổ dạ nhưng mà bữa nay là đỡ rất là nhiều tâm ta cho mình hai cái giường nè cái dạ. Giường để tám cho cái giường này là 1.400.000 còn giường trọng là giường cũ thì giúp đỡ được cái gì tiền thì cho tiền thuốc thì cho thuốc được cho con cháu hết bệnh thì tôi cũng cảm ơn lại gửi lời cảm ơn mấy anh nhiều ha dạ sức khỏe tết rồi em bắt đầu cho tôi bệnh nha dạ không nghĩ là uống chưa được nửa hộp nữa dạ chưa được nửa hộp chị phải nằm như đây nè cái này dạ, là tầm như đây là 1/3 nha. Dạ 1/3. Dạ dạ. Dạ em cảm ơn chị. Dạ. Cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ. 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 Ôi đau bụng nào đó. Qua nó. Dạ. Hy vọng á là đợt sau khi mà con nhận được cuộc gọi của chú nữa thì chú sẽ báo Quỳnh Trung ơi. Bữa nay xuống chị Châu đãi con món gì nè cái là trời ơi lúc đó chắc mừng dữ lắm luôn á bữa nào xuống chị Châu nấu cơm ăn rồi ra bến sông đón mấy anh em là bữa đó càng vui nữa dạ nữa hết bệnh nấu cơm đãi lợi cho có hẹn không hẹn coi có hẹn thật sự là con cũng cảm ơn cô chú rất là nhiều khi mà lần nào mà anh em đến đây ghi hình á thì cô chú cũng làm cơm rồi này kia cho anh em một cái bữa cơm rất là tôm tắt của chú anh chị giống như là cô thay lời cảm ơn anh em đến đây để giúp cho người con dâu của mình cảm ơn con nghĩ là sẽ không có người ba chồng mẹ chồng nào mà giống như cô đây cảm ơn cô rất là nhiều đã chịu thương rồi chịu khó giúp cho chị Châu cô nha dạ thì cảm ơn cháu rất nhiều nha cô bây giờ không biết nói sao chứ nhờ họ thuốc này với thuốc tây ở bệnh viện hai cái này cộng lại dâu cô giờ phút này là cô thấy là cô vui rất là vui luôn thì cô cảm ơn hết trơn tất cả trong nước và ngoài nước luôn thì cảm ơn ba cháu luôn ngoài cái việc mấy anh em con xuống đây như để cái tình hình sức khỏe của chị Châu theo cái sự thông báo của chú thì cũng có một cái tin muốn gửi đến cô là chị Nhung gửi cho chị Châu đây 1.000.000 để chị Châu ăn uống bồi bổ thêm có sức khỏe. Cảm ơn. Dạ cái này là chị Châu. Này là của chị Nhung à. Đó chị Nhung nè. Chị Nhung. Cảm ơn chị Nhung nha. Cảm ơn chị Nhung nha.
Dạ, cái này là của chị Nhung gửi chị cầm được không? Cầm được. Đó, ôi, ơi, cái này rồi. Cảnh lắm rồi. Con thấy là có lúc mà ngồi trên đó dạ. Nói có lúc có ngồi là chị không có không có luôn luôn. Ừ. Dạ. Chị Nhung. Dạ. Em ơi chị Nhung nhiều. Em cảm ơn chị Nhung rất nhiều. Giúp em có tiền em đi tái khám. Bác ủng hộ cho em có số tiền đặng em đi tái khám. Anh thuốc uống rồi giá nè. Anh để là anh thuốc rồi giá. Dạ. Cảm ơn rất nhiều. Bây giờ còn có quên tiền không? Nhớ hả? Đây là nhiêu tiền chị? Nói chị này, giá này. Nhiêu cơ? Nói. Tấm nhiêu? Đang 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 từ từ. Từ từ đi đừng làm quá hốt mấy. Dạ. Nhớ không? Tấm tiền này ngược hết xuôi, cầm lại đàng hoàng ngay. Tấm nhiêu cơ? Gán cố gắng lên. Chắc cũng chưa có hồi phục về thần kinh nhiều. Dạ, chị chỉ nhớ tại vì về cái nỏ thì dạ. Mình thì mình không biết nhưng mà nó quên nhiều lắm chứ nhớ dạ, nhưng rồi, mà dạ. Cái thần kinh á, cái thần kinh á là nó khỏe nhiều thôi. Dạ. Kinh giật á dạ. Nhiều. Hai tấm nhiều, hai tấm nhiều. Bao nhiêu? Nhớ không? Giá ta. Thôi rồi, thôi giờ nè chị, khó quá mình bỏ qua đi. Nhưng mà nè, tiền này là về là không có đưa cho anh Linh nghe không? Dạ. Tưởng về thấy anh Linh đi lâu ngày quá về cho anh Linh là không có tiền xài nha. Ở 28, 29 này đi rồi sao? Dạ. Này con tính làm gì? Cô Nhung cho, chị Nhung cho, con làm gì? Là 4 bữa nữa đi tái khám. Cho mẹ, đúng rồi đó. Bữa 2, cho mẹ đi chở đi tái khám. Đúng, 7. Tiền này đưa cho mẹ chở đi tái khám. Chở ai đi tái khám thôi rõ ràng ơi. Chở con đi tái khám mày. Đừng đưa cho chồng nha, chồng về mừng quá đưa là không có được đó. Không kịp đâu, chồng về không kịp mất tiền nữa. Dạ. Thì cũng thay mặt gia đình cảm ơn chị Nhung rất là nhiều. Em cũng không biết chị Nhung ở đâu, chị Nhung chỉ là gọi điện rồi xin số tài khoản để chuyển tiền rồi hôm nay xuống đây. Dạ. Cũng thay mặt chị gửi lời chúc sức khỏe đến cô chú và chị Châu ở đây. Dạ. Video này thì Quỳnh Trung cũng thay mặt cho mấy anh em chân thành cảm ơn sản phẩm Thiện Tích Bảo, bột nghệ đen, bột ngải chống độc đã giúp đỡ cho bà con, đặc biệt là chị Châu hôm nay. Cũng chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị, quý mạnh thường quân thời gian vừa qua đã giúp đỡ câu chuyện của chị Châu đây. Yeah. Hy vọng thì sắp tới thì chị Châu sẽ còn nhận thêm được nhiều tình thương nữa để lo cho việc học hành cho hai đứa con thơ, với lại là tiền để mà chị Châu đi tái khám rồi ăn uống rồi này kia. Rất là mong cô chú anh chị mình sẽ thương yêu và đóng góp giúp đỡ thêm. Còn về phần bệnh của chị Châu thì quý cô chú anh chị mình hãy an tâm. Giờ đây thì chị Châu đã có được một cái sản phẩm mà đã chịu được rồi, thì sắp tới giống như là anh em con cũng đã hứa thì khi nào hết thuốc, hết hộp này thì anh em con sẽ hỗ trợ. Khi nào mà chị Châu dứt bệnh mà uống chừng nào mà ngán thì thôi. Dạ. Cô cảm ơn nhiều lắm luôn. Dạ. Dạ. Rồi cô cũng thay mặt con dâu cô là cảm ơn cái cô gì mới cho tiền. Dạ chị Nhung. Chị Nhung à. Cô Nhung rất nhiều nha. Dạ. Cầu chúc cho cô là mạnh giỏi từ đầu năm những cuối năm mà tiền vô ồ ào nha. Dạ. Tiền ra như giọt cà phê. Dạ. Rồi mạnh giỏi suốt năm. Dạ. Rồi cảm ơn nhiều. Dạ. Rồi cảm ơn cô rất là nhiều. Và cảm ơn cô Bảy hôm nay đã có mặt hôm nay để giống như là một cái điều bất ngờ cho cô chú anh chị mình. Có duyên. Dạ. Dạ. Bởi vì cái số có duyên thì gặp biết đâu mà đền ha. Dạ. Điều thứ nhất. Điều thứ hai thôi, giờ cho em xin chúc chị Nhung gì đó cho cháu em được 1 triệu để tiền đi chữa bệnh. Dạ. Bây giờ là rất cảm ơn chị Nhung nhiều. Bây giờ cầu chúc cho chị Nhung được nhiều sức khỏe, được gặp sự bình an, được nhiều như ý. Dạ. Chị Nhung muốn gì được nấy. Giờ em chỉ chúc nhiều cho chị Nhung được nhiều sức khỏe gì thôi. Dạ. Sau là ba cháu được dặn sự bình an, được nhiều may mắn, mạnh giỏi nên đi tiếp tục tiến lên. Dạ, rồi cảm ơn cô Bảy. Cảm ơn cô Bảy rất là nhiều. Cảm ơn quý cô chú anh chị mình thì dạ. Quá nhiều. Dạ, thì nếu mà cô chú anh chị mình có muốn sử dụng sản phẩm bột nghệ đen, bột ngải chống độc Thiện Tính Bảo này mà chưa biết cách sử dụng hoặc là sử dụng vào những cái căn bệnh gì thì hãy liên hệ số điện thoại anh em có để trên màn hình. Thì mấy anh em sẽ tư vấn
vấn cho cô chú anh chị mình một cái cách phù hợp nhất để sử dụng làm sao có hiệu quả. Chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị mình. Hay lắm, hộp thuốc này công nhận hay thiệt. Dạ. Cô công nhận luôn, lúc đầu cô không tin luôn đó trời. Dạ. Cô bây giờ thì tin tuyệt đối rồi cô ha. Ok luôn. Ok luôn. Dạ. Thiệt, cô nói thiệt. Dạ. Do cô nghĩ là cô nói thiệt là trong lòng cô không biết sao giờ mà nói tin em xuống là chỉ tin một. Dạ. Bây giờ là thấy hiện tại là phải tin 10 năm giờ luôn. Đối với cô bây giờ là hũ bột nghệ đen ngảy chấm đập thiện tín bảo này là cô quý như là báo đúng giặc rồi. Là cô đúng có đem gì mà anh bỏ tủ khóa đúng rồi, đúng rồi. Dạ dạ ủa tiền nào là xách qua cho liều nấy chứ không có dám để bên đây cho nó. Dạ 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 thì anh em con cũng xin được phép dừng video và kính chúc quý cô chú anh chị mình mạnh thường quân trong nước và ngoài nước có một năm mới thật suôn sẻ, công việc thì lúc nào cũng được thuận buồm xuôi gió và gia đình luôn được mạnh khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình ạ. Dạ. Cảm ơn rất nhiều luôn. Chào đứa không? Chào đứa con. Quá vui luôn. Quá vui.